Thưa quý vị và các bạn, mùa cốm tới với làng Cam Đồng như một lời hò hẹn trong nỗi nhớ niềm mong của con người. Trong đêm Tết cốm cổ truyền, có bao việc tốt đẹp diễn ra, ông Yển thấy vui vui trong lòng. Ông thì say xưa nghiền xiêm sinh làm thuốc súng, cắm và mòn đã thuyết phục cai sầu và anh em trên bút cối ngàn đem súng trở về với kháng chiến. Hai đứa trẻ Tiền và Phiên có những tâm sự riêng tư rất thân thiết và đáng yêu. Tố và Va đã có một đêm sống trong cảm xúc yêu đương ngọt ngào. Nhưng ông Yển không hề biết một điều hệ trọng khác. Cũng trong đêm ấy, Duy Sách và Tổng đoàn Ngao dẫn quân lên U Sung bắt xào, người bị cho là đã xúi dục làng sao U Sung nổi dậy. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Chim én liệng trời cao của tác giả Ma Văn Kháng. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe. Đoàn người như mũi tên lao xuống dốc, qua khu ruộng mới gặt chân chạm lạt sạt vào gốc dạ, rồi tiến vào một khu rừng. Trăng đêm tại ánh sáng lòa nhòa trên cây cỏ. Nghe đầu đây gì dầm gì dầm tiếng người nói và nhìn quanh thì loáng thoáng bóng người đi lại. Ông cụ tà trèo lên một tảng đá, đưa mắt lục tìm. Tả leo lên theo ông. Cái vòng cổ sáng một khoanh tròn trên cổ cậu bỗng đầy tung. Cậu nhảy lên, suýt buộc miệng reo to. Lùng a, à, Đông người quá, và một bóng người nho nhỏ từ cái đám người đó vừa chạy vụt tới. Cậu ta nhìn cái vòng cổ của tả. Tả cũng nhìn thấy cái mũ đen tròn tròn trên đầu cậu ta. tà ha? Chào tiện. Hai người ôm choàng lấy nhau. Một tốp các bà các chị. Khăn đội đầu, kéo kẹt gánh những sói mây chịu nặng, bước vào một căn lều dựng bên cạnh hai người. Đi đầu là chị Va, rồi chị Yên, bà cụ Va. Chị Va đặt gánh xuống, hỏi một em gái đang lúi húi cạnh hai cái thúng. Em Phin, đếm được bao nhiêu cái bánh rồi? Em đếm được 50 cái bánh ót, 60 cái bánh tẻ, hơn 70 ống cơm lam ạ. Bà cụ va gác đòn gánh lên nóc lều, quay lại nhìn xa bãi xanh gieo thầm. Phạ ơi, các con bộ đội, các con bộ đội đã về. Bộ đội, các anh bộ đội. Từ lúc biết tin bộ đội đã vào u sung, tiền chỉ mong chóng đến ngày được gặp các anh. Tả thì quen các anh bộ đội rồi. U Sung là nơi giấu quân tốt nhất, nên cách đây ba ngày đã có cả một trung đội các anh vào đây. Thoáng cái, Tả đã quen thân với anh trung đội trưởng và dẫn anh đi xem xét đường đi lối lại trong thôn. Nghe thấy tiếng chân người dạp dạp trên cỏ, Tả chạy ra gieo khe khẽ. Anh Trần Hoa, người tên Trần Hòa cao lớn, mặc áo va rơi, đeo cây kiếm dài, đậu đội mũ sắt, trông thật oai vệ. Mọi người ở trong lều dồn cả ra ngoài lều. Chào các đồng chí. Giọng miền Trung, Trần Hoa niềm nở, bước tới bắt tay cắm pha yên và cúi đầu chào bà cụ. Khuôn mặt anh vuông vức, rắn giỏi, hàm răng trắng đều, lấm chấm hàng sâu quay nón chạy dài trên đuôi gỏ má cao. Thấy tả, anh giơ tay lên vành mũ sắt. Chào em, xuống hồi mô rứa đó, tả. Em đi cùng ông em và mọi người. Phin đứng cạnh cái cột lều, nghe tiếng anh cắm gọi vừa bước ra ngoài liền sững lại. Từ trong đoàn bộ đội, một bóng người bé nhỏ lót chót bước ra. Phiên dùng mình. Em tưởng mình như đang nằm mơ. Mà đâu có phải là mơ. Cặp mắt bổ câu của em mâng mâng. Dưới vành mũ nan, khuôn mặt đen sắt của anh bộ đội đứng trước mắt em bỗng sáng bừng. Anh giơ đôi tay, phiên bổ choàng vào lòng anh nức nở. Anh lặng, anh lặng. Lặng ôm em gái, nước mắt giàn ruộng nghẹn ngào anh đây anh đã về với em đây phi nà mọi người vây tròn lấy hai anh em bà cụ và mếu máu sụt xịt. thôi thế là anh em gặp nhau rồi ơn đức cụ hồ dày nặng thế đấy các con ạ à. hồi ấy phá xong hai cái cố ngàn của chúng rồi anh đi đâu mọi người hỏi đừng bắt kể cái đoạn trước nhé lẳng cười hình hịch phá hai cái cối của chúng xong tôi ra sông hồng thả mảng qua châu bảo trang thì gặp bộ đội trần hoa trông phòng phao quá rồi đấy. Ha ha! Giữa lúc ấy, một anh bộ đội đeo khẩu các pin giạt cỏ xanh đi thẳng tới, đứng lại trước mặt va. Một vạt tóc loan xoan xóa trên trán, Hai con mắt to quá cỡ, có cái nhìn bạo dạn và tinh quái dưới vành mũ nan bọc vài dù của anh đọng lại trên mặt chị. Trong khi miệng anh mùm mỉm cái cười bí hiểm và nghịch ngợm. Rồi bất ngờ, anh bỏ mũ, như để ánh trăng soi rõ khuôn mặt đẹp trai láu lỉnh cùng vóc hình mảnh mai của mình trong cái áo bu rông Mỹ rộng thùng thình. Chị va, chị còn nhớ tôi không? Như một tia chớp trượt lóe sáng trước mắt và ôm hai má kêu to kinh ngạc. Anh Kim, anh Kim. Tôi, chính mỗ là Kim đây, chị va ơi. Người từ các thôn như nước từ các khe dồn về tụ lại một lúc một đông trên bãi xanh. Tố, Cắm và trung đội trưởng Trần Hòa ngồi họp trong một túp lều cạnh con suối. Ngoài kia, trong ánh trăng mờ, những khối người xanh đen, màu tràm, lầm dầm chuyển động. Kế hoạch của chúng tôi là cử một tốt thanh niên cùng cai sầu, chiều nay cứu đồng chí xào. Sau đó, anh em dõng ở bốt cuối ngàn sẽ đem súng về với bà con tham gia võ trang tranh đấu. Tố nhìn Trần Hòa nói. Vừa lúc ấy, có tiếng tiền nói ở ngoài lều các anh ấy ở trong này. Tôi đứng dậy thì thấy cai sầu, theo sau là hơn chục người giỏng đang hấp tấp bước vào. Súng đeo vai, ngọn súng xuống đất. Nhận ra tố, người cai giỏng đứng lại, vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi. Chúng tôi về đây đủ cả, 18 anh em. Sầu chân chân nhìn tố, tố chờ đợi. Một phút trôi qua, bỗng người cai giỏng đưa hai tay ấp vào mặt, ngồi thụp xuống nức nở. Các anh ơi, chúng nó no giết anh sao rồi? Trời! Chúng nó giết anh sao rồi? Tố như sụt xuống một cái hố sâu thẳm. Anh đứng lặng, hai gò má lạnh toát như băng. Tôi và anh mò tới, thì chúng vừa đưa anh xào đi. Những người sóng ở đấy nói, bọn mật thám Tây đánh anh ấy xã man lắm. Anh ấy nhất định không khai một lời. Cuối cùng, chúng cắt cả hai gân chân anh. Anh vẫn không khai. Chúng kéo anh ra cầu cốc lều ở tỉnh Lệ bán anh. Phạ ơi! Sầu cục đầu trên gối thống thiết. Tôi giác ngộ chậm quá, tôi ngu si quá. Sao tôi lại cắn răng chịu đựng lâu thế? Tôi có mắt mà như mù. Tôi có óc mà óc tôi bằng đất, các anh ơi. Tiền ôm cái cột lều, nước lên từng hồi. Phin đứng cạnh tiền, vừa chửi nước mắt, vừa mếu máu. Đã đến giờ khai mạc cuộc meeting. Tôi bước tới trước khối quần chúng hơn nghìn con người đã chỉnh tề đội ngũ. Thưa đồng bào, thưa các đồng chí. Đứng trên một mô đất cao, gió thổi tung mái tóc giọng tố lạc đi xa lắc. Đồng chí xào không còn nữa. Ngẹn lời anh dừng lại. Cầm khăn tay lau nước mắt vừa tràn ra khỏi vành mi. Bao nhiêu kỷ niệm về người đồng chí Trung Kiên, cả một cuộc đời trai trẻ đã sống vì nghĩa lớn, vì tình yêu thương đồng loại lại hiện về trước mắt anh. Chớp chớp mắt, anh cố ghìm giữ nỗi đau. Cả một khối lớn đồng bào đồng chí đang xôn xao trước mặt anh. Chào, mới ngày nào anh vượt phòng tuyến địch về đây cách mạng mới chỉ như một đốm lửa nhỏ mới chỉ là vài đồng chí như xào mà nay cách mạng đã là một ngọn lửa lớn là lực lượng đông đảo cả trăm ngàn đồng chí đồng bào đồng chí xào đã anh dũng hy sinh vì chúng ta đồng chí xào tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng để giữ bí mật đến cùng cho cuộc võ trang đấu tranh của chúng ta giọng tố vang lên uất nghẹn và hào hùng gương sáng của đồng chí xào chúng ta nguyện noi theo đêm nay chúng ta đồng lòng quật khởi đứng dậy tranh đấu để giành lại quyền sống trong độc lập tự do để trả thù cho tất cả đồng bào đồng chí chúng ta cho đồng chí xào chúng ta quyết không lùi bước võ trang tranh đấu thì chỉ có tiến chỉ có tiến cả khối người nếu không phải sự bí mật thì đã nhảy lên thét vang một góc trời đứng ngoài cùng bộ đội xếp thành một khối chữa nhật loang loáng bóng mũ sắt nòng xuống thép đội du kích xã đứng giữa, đồng loạt chết khăn tràm. Chăn đỏ, quàng chéo ngực. Vai đeo súng kíp hoặc mã tấu, đinh ba, tay cầm dao phát dao quắm, dần dật như ngọn lửa cháy. Khối các đoàn thể, phụ lão, phụ nữ, đứng ở cánh trái, gậy gộc tua tùa, tù và cầm tay, nôn nao vẻ sốt ruột. Tố đã nói xong, cắm nhanh nhẹ bước lên mô đất. Vai đeo khẩu mút cơ tông ngắn, bụng thắt bao đạn ra, trông anh hơi là lạ. lạ hai con mắt sáng lấp lánh trong hốc mắt sâu hút, trong tư thế đứng thật chững chạc, vùng mạnh cánh tay trái, anh dần từng câu. Thưa bà Pì Nọng, thưa bà con, đã yêu cách mạng thì nước đầy bờ, ngập bãi cũng bơi. Thưa bà Pì Nọng, từ cuộc cuộc khởi này, sông phải đổi dòng, núi phải vươn vai. Thưa bà Pì Nọng, quê hương cam đồng ta đẹp và giàu lắm. Chúng ta có đồng lúa tốt, có rừng gỗ quý, có suối nhiều cá, có những con người bất khuất kiên cường. Nếu không có những kẻ độc ác, thống trị, đè đầu cưỡi của chúng ta, thì quê hương ta còn tươi đẹp, còn đáng yêu, đáng quý biết chừng nào. Vì vậy, tôi thay mặt cách mạng và kháng chiến, tuyên bố, từ nay, chính quyền đã thuộc về tay nhân dân các dân tộc chúng ta. Chúng tôi xin giới thiệu các vị trong Ủy ban Kháng chiến Hành chính Lâm Thời, xã Cam Đồng. Cảm hứng từ những lời nói gan ruột của cắm đã chuyển đến con tim mỗi người rõ ràng là từ một hạt nhân đầu tiên của cách mạng. Giờ đây, Cắm đã trưởng thành, trở thành một cán bộ chủ chốt của phong trào. Kể từ phong cách đến lời ăn tiếng nói, vừa xeo hò, người ta vừa chen lấn, kiễng chân, nghền cổ, cố nhìn cho rõ mặt từng người trong chính quyền cách mạng. Anh Vương Văn Cắm, Chủ tịch, ông cụ Bán Lao Tả, ông Trần Văn Yển, hai phó chủ tịch, anh Sầm Văn Mòn, xã đội trưởng, chị Hoàng Thị Va, bí thư phụ nữ. Cuộc meeting kết thúc, khối quần chúng tàn về các lán bí mật họp theo từng đoàn thể. Ông Yểng ngồi trong liều xanh, nỗi đau động cứng trong lòng như băng giá. Ông cụ tà nhìn người bạn già xót ra. Anh à, tôi cũng thương và quý xào như anh. Chia buồn với anh mà lòng tôi cũng xót đau lắm anh à. Vầng chán xô của ông Yểng im phăng phắc. Ông thoáng nghĩ tới câu chuyện Trần Chu Quyền Vương, bữa nào ông nói cho xào nghe. Trên nấm mộ người đã mất, có cái cây nở trăm hoa, hoa nở thành gang thành thép chuyện xưa sao linh ứng với hôm nay ở một góc lán tố đang bàn bạc với các đồng chí trong ban chỉ huy trung đội trần hòa sẽ đánh đồn sách ta sẽ có một tiểu đội du kích phối hợp còn phần diệt tề thì như kế hoạch đã bàn tập trung diệt lý tâm và tổng đoàn ngao hai tên tề ác này tỉnh đã quyết định cho bắt và đưa về khu cho tôi diệt lý tâm mòn sơ tay cắm lưỡng lựng xã đội trưởng phải đi với tiểu đội du kích phối hợp đánh đồn chứ. Tôi quen địa thế làng giềng, bắt xong nó, tôi sẽ đi đánh đồn. Được đấy, tố tiếp. Mũi diệt tổng đoàn ngao thì... Tôi, cắm nhồm dậy. Tôi lắc đầu. Bí thư, chủ tịch, phải phụ trách chung chứ. À rồi, anh phụ trách chung hộ tôi. Không được, để tôi và anh Sáu cùng mấy anh em sóng mới về đảm nhiệm việc này. Từ ngoài bãi xanh, có hai bóng người lom khom bước vào lều trung đội trưởng Trần Hòa đeo kiếm, nai nịt gọn gàng, bước tới cạnh tố. Lẳng đi sau Trần Hòa, bỏ mũ ôm trong lòng, ngồi xuống cạnh mòn. Ông Hòa cho tớ về cùng cậu diệt lý tâm. Hay quá! Trần Hòa nhấc tay trái xem đồng hồ đột ngột hỏi. Em tiền là em nào đấy, anh Tố? Chú này làm bộ đội trinh sát được đấy. Cái bản đồ nó vẽ đúng như tài liệu trinh sát, kiểu phòng ngự mới của chúng đấy. Nghe thế nói tới mình tiền quay lại tiền đấy hả trần hòa nắm tay em anh có biết việc anh xào của em hy sinh anh cho em đi bộ đội với nhé chuyện ấy khoan đã bây giờ em nói lại về cái đùn tây cho các anh nghe đi lên chỗ các anh đi trong lều những người tham gia diệt tề đã đứng cả dậy xách súng đi xa tố nghển lên gọi giọng đầy yêu thương tiền em cầm khẩu xanh tây trên của anh mà dùng Ngào sốt ruột quá tiểu đội dõng brisek mới cho về đóng ở ngay nhà y đi tuần tra vẫn chưa về căn nhà sàn kín đáo ấm áp treo đầy thủa cầm vài hoa lúc này khi đêm xuống sao vắng vẻ hoang lạnh như cái nhà mổ thế thật ra thì hung hăng vậy thôi chưa ngào đâu có phải là kẻ không biết lo kể cả lo xa mối lo nằm sâu trong lòng quả tình là bấy lâu nay cứ đêm tối lại trỗi dậy làm cho ngao những lúc như lúc này càng kinh sợ thất thần bắt được sao cơ tưởng sẽ phanh phui ra được mọi manh mối. Nào ngờ, sao câm lặng, kiên quyết không hé răng dù có chết. Tất nhiên, Ngào đâu có phải là kẻ dễ chịu bó tay thúc thủ. Biết thóp binh thầu phù là người nhát gan và cũng đã đánh hơi được chút ít tình hình. Theo lệnh Brusek, Ngào đã hết ve vãn, lại dọa dẫm. Và cuối cùng, Ngào cũng đã khuất phục được ông. Nhưng cầm cây danh sách gần 40 Việt Minh ở làng thác do ông cung cấp, Ngao chưa kịp mừng thầm đã toát mồ hôi. Ôi chao, đây mới chỉ là một cái làng tháp. Thế thì, cả cái xã Cam Đồng này phải có tới hàng trăm tên Việt Minh rồi còn gì. Hoảng hốt, ngay đêm nay, Ngào quyết định lên đồn báo cho Grisek. Chụp cái mũ cắt lên đầu, Ngào vội vã xuống cầu thang đi. Đêm đen quá nhọn nổi. Qua vuông sân, quạt vào một con đường nhỏ, bên cạnh có bối mai lòa xòa. Ngào bỗng dừng phắt ngồi thụp xuống, ngoái đầu lại. Trời, cầu thang nhà y có tiếng chân người và lóa sáng một quầng đèn pin. Cộc cộc, lại có cả tiếng đập cửa, rồi tiếng một người thất thanh. Báo cáo, tổng đoàn Ngao nó trốn rồi. Truy lùng ngay. Ngao bật dậy, hú vía, y lao vào đêm tối, y đập mặt vào gốc cây, y ngã sấp ngã ngửa. Mặc, y phải chạy, phải chạy thật nhanh vào đồn tây, cái áo dép che chở cho y. Nhưng bỗng y choáng choàng dừng lại, nhớ nhát nhìn lên. Một tiếng súng lớn vừa nổ phá vỡ đêm đen. Bầu trời nhoang nhoáng chớp sáng như sắp vỡ vụn xa cả trăm ngàn mảnh và đổ sập xuống. ùm bộc phá mở cửa khẩu nổ vang dậy đất. Vòng trời đêm như long ra từng mảng. Trung liên sổ từng trang rên rền. Súng kíp súng trường giòn giã chắc đanh. Giữa tiếng súng dần dật, xối lửa vào cái đồn sắm nhờ màu xi măng. Đất cát, tiếng mõ tre, tiếng trống, tiếng thanh la, tiếng tù và ở tất cả các xóm thôn bất thần nổi dậy, đồng loạt kéo một hồi xài âm u ghê rợn. Cốc cốc, tùng tùng, trang trang, tu. Trong khối âm thanh náo nhiệt và hỗn độn, tiếng một đám đông người từ đâu đó dội lại, ao ào, ào như sóng biển. Tiền ngồi ở vị trí của ban chỉ huy bộ đội, hai tay ù đặc, người nảy lên từng hồi. Vẫn biết rằng trận đánh nhất định sẽ nổ ra dữ dội lắm. Nhưng dữ dội và hào hùng đến mức này thì tiền chưa thể hình dung được thấy mấy anh sách trung liên lao lên phía trước, tiền định chạy theo thì bị trung đội trưởng trần hòa kéo lại. Điền à, bây giờ em về gặp anh tố, anh cắm ngay cho anh. em thích ở đây hơn. không được, em về bảo các anh ấy thực hiện ngay kế hoạch phục kích diệt viện. đi ngay. súng cầm tay nhớ chưa? cầm khẩu xanh tây chiên cúi long khom, tiền chạy vụt xuống suối. qua mỏm đồi cối ngàn, bốt sõng không một bóng người. tiến tụt xuống khu ruộng, trời hình như đã chuyển sang phần sáng. Sơn tỏa trắng mờ, mặt ruộng lấm chấm những gốc dạ. Sau vụ gặt, đây đó nổi lên từng đống sơm cao hơn đầu người. Qua một thửa ruộng vừa gặt, tiền định bụng sẽ đi tắt qua con suối, vào làng nhớn để gặp anh Tố lúc này chắc đã đi bắt ngao về. Nhưng đang chạy, tiền bỗng dừng lại lắng tai, có tiếng thở dốc nặng nhọc ở bên kia đống sơm. Lầm lầm khẩu súng ngắn, tiền lên lén vòng sang bên kia đống sơm. Tiếng người thở mỗi lúc một nặng. Đúng là người rồi, Tiền đã nhìn thấy nó. Người nó ướt đầm. Nó to béo, nằm co quắp, đầu rút vào đống rơm Nó có vẻ cuống cuồng, sợ hãi. Nó rút đầu ra khỏi đống rơm khi nghe tiếng chân bước gión rén của Tiền. Và nó đứng bật dậy. a à, thằng Tổng đoàn ngao. Lùi lại một bước, khẩu súng ngắn trong tay Tiền chiếu thẳng vào ngực ngao. Tiền muốn thét thật to cho vợ bớt căm hờn và đớn đau. Ngao, tên khốn kiếp, chính mày đã bắt anh xào tao. Ngao, tên tổng đoàn gian ác khung tận kia, mày định trốn đi đâu? Mày đừng có hòng thoát khỏi tay tao. Há hốc mồm khi đã nhận ra người đang chõ ngọn súng vào mình là tiền. Ngao kinh sợ vô cùng. Nhưng ngay sau đó, y thấy buồn lo, dã rượi. trao ôi, số kiếp thế nào mà Ngao luôn đối mặt với thằng uất con này? Một thằng uất con nghịch ngợm, khôn ngoan, sớm hiểu biết và như là định mệnh đã sắp đặt. Nó còn có mối thủ riêng với y, với một thằng bé như thế thì cách thoát thân dễ nhất là thế nào đây? Ôi chao, vùng lên chạy thì không được. Dỗ dành để nó nhẹ dạ cả tin là điều không tưởng. Vậy thì chỉ còn cách là lần nữa và chờ thời cơ thôi. Ừ, lần nữa có nghĩa là lì ra, ì ra và dình chờ cơ hội. Nhưng kìa, tiền đã quát rõ ràng. Nghe tao đây, tao đếm đến ba mà mày không dậy đi về làng nhớn, thì tao bóp cò đấy. Một, hai không được rồi ngao chồm dậy thất kinh giơ hai tê lên trời kêu to Ôi, anh đừng bóc cò em dậy đây ạ à. cậu tiền bắt được tầng đoàn ngao bà con ơi tiếng reo mừng truyền lan dần dần ra khắp các ngõ xóm du kích dân quân chạy ùa tới cắm bảo hai anh du kích trói ngao vào gốc cây bồ kết cạnh suối từ trong đám sương mù dày đặc ông yểng hiện ra tay lăm lăm cây gậy gỗ chấn đỏ ông vừa thờ hồn hển vừa nói cái gì đó với cắm đột nhiên trông thấy ngao ông liền co cái chân bị tật lên phốc cái nhảy tới cạnh y bịch cái gậy gỗ chấn vung cao dáng trúng vai ngao ôi giời ơi con lại ông con chót dại cắm quay lại giơ tay giãn mọi người ra bác yềng, đánh nó bẩn tay lát nữa sẽ đưa nó ra xử trước tòa án nhân dân bọn trẻ con vẫn vây quanh ngao cười rinh rích nào tổng đoàn, mi còn hay đánh người nữa thôi. Tiền ơi, anh làm ma cối ngàn vật chết nó đi. Mòn và lẳng từ đâu sông sọc đi tới. Anh cắm, thằng Lý Tâm chuồn mất rồi. Mòn nói dấm dứt. Sự việc thế nào? Cắm hỏi. Chúng tôi sọc vào buồng nó, không thấy nó đâu. Cần khỏi nhà nó nói, mấy bữa nay nó ngủ vạ ngủ vật ở đâu ấy, chứ không ở nhà. Chúng tôi theo anh em sục sạo khắp xóm, có người nói thấy nó chạy ra đồng làng riêng có khi nó chạy lên với thằng chi châu vi văn Sẻn em trai nó trên châu bảo trang từ hôm qua rồi lẳng nói vẻ tiếc rẻ cắm cắn môi quyết định đồng chí mòn dẫn du kích đi phục diệt viện với anh em bộ đội đồng chí lẳng ở lại đây gác thằng ngao ai vào việc nấy giải tán lẳng ngáp một cái quay lại nhìn ngao đang gục đầu xen ư ừ cười khẩy vậy quan lớn quan to tưởng to bằng bịch bằng bồ Ai ngờ cũng biết sợ, biết lo. Hấy! Bãi cỏ rộng bên suối, nơi năm 1946 bà con Cam Đồng làm lễ tế cờ độc lập. Hôm nay đông đặc những người làng người. Người từ các khe suối, từ các làng bản, từ trên làng sao U Sung, nghe tin chiến thắng, ao ao đổ về, như những dòng suối mùa mưa lũ. Hoe hoe nắng, thứ nắng của mùa xuân non tươi dễ chịu. Mùa đông rét mướt sắp qua, và mùa xuân ấm áp đáng yêu đang trở về lớp trồi non đã bật trên cảnh nhánh lớp cây bên bờ suối cạnh mỗi căn nhà rực rỡ và trắng loá cả mặt suối những cây mận cây mơ đã phủ một lớp hoa trắng muốt nhẹ bồng như bọt nước rau cải đâm ngồng hoa vàng hoe trong những khu vườn bấy lâu vắng chủ dạng cơi đã nảy trồi từ hôm nào phơi phới chùm lá non xanh xanh mềm mại Ven khúc suối rộng chảy qua làng nhớn một dãy trào gang cỡ đại đã được đặt trên các miệng lọ cốm cũ mọi người đang tiếu tiết sửa soạn cho bữa ăn đoàn kết và chia tay chiều nay cam đỏ ối đặt trong giỏ cạnh những lát lá chuối cắt tròn bầy thịt lợn luộc mùi cơm gạo mới lường thơm tiếng cười hả hê vang vang chưa bao giờ hai chữ tự do được cảm nhận đầy đủ đến như thế xã đội trưởng mòn ngồi cạnh bếp hút thuốc lao sòng sọc rộng ông điêu xuống đất ngếch đầu trộm miệng thở khói khẩu súng lục mà còn đạn thì thằng tây chết với tôi và đậy vỉ buồm lên chảo cơm, nghiêng nghiêng mặt tránh khói. Nghe nói, bắt được cả cặp tài liệu bí mật của nó, anh Mòn. Bắt được, anh Tố và anh Trần Hòa đã xem rồi. Chuyến này giải phóng cam đồng xong, còn đi nữa đây. Lại sắp đi à? Chưa còn gì, bọn tàn quân địch chạy hết về miền Tây tỉnh ta, co cụm lại ở cả bên kia, dãy Phan Xi Băng rồi. Xã đội trưởng đi, bỏ công việc ở đây cho ai? Húi, anh Tố đi, thằng Tiền đi, ông Trần Hòa đi. Cậu lằng, cậu Kim đi. Sao tôi không được đi? Đi mạnh chứ. Dưới suối có tiếng chân người lội nước rào rào. Một đoàn người gồng gánh đang qua suối. Đoàn dân công từ ngoài vùng tự do mới vào. Áo quần lấm láp bụi đường. Trên bờ, dân các làng nghe trống gọi đã ra đón. Ông Yểng đặt bàn chân khèo lên phiến đá ngóng đợi. Đoàn dân công đã tới bờ. Đi đầu là một ông cụ đầu lơ phơ tóc. Mập mạp, áo cánh nâu, hai túi sể sệ. Ông Yểng giơ tay đón Cảm ơn cụ, quý hóa quá, cụ để em đỡ một vai. Ông cụ dân công dừng lại. Một giây ngỡ ngàng trong cặp mắt nheo nheo rồi bật kêu. Bác Yến. Trời ơi, ông Phó Mộc. Gánh muối đặt phịch xuống gốc cơi. Ông Phó Mộc ôm trầm lấy người bạn già. Nước mắt ứa ra vành mi. Bác Yến ơi, ân đức cụ hồ thật như trời biển. Quê em nổi cách mạng rồi. Em về ít lâu thì tham gia bạch đầu quân. Rồi trên hô hào đi dân công. Em sung phong đi, vì cứ nghĩ thời buổi này mình không đóng góp gì với bà con trên này thật không phải thật vô ơn bạc nghĩa với người đã cưu mang mình niềm vui giải phóng nỗi thương tiếc xào hòa quyện với nhau xôn sang trong lòng ông Yền. buổi chiều hôm ấy ông làm bữa cơm mời ông phó mộc sai tiền lên u sung đón ông cụ tả xuống ba người bạn già ngồi với nhau ăn thì ít ngẫm ngợi trò chuyện thì nhiều xúc động quá bao khổ đau cực nhục bao vất vả hy sinh mới có được hạnh phúc này. Tiền vừa lên u sung về, đứng ngoài sàn phơi, mắt rõ nhìn phía xa, tay tiền nganh nganh lắng nghe. Một tiếng sáo từ đâu bỗng vút lên, bay bổng thiết tha, như lời tâm sự, như dòng nước suối trong veo, êm ả chảy, uốn lượn về mãi tận phía chân trời xa. Từ nơi xa, đàn én sau một mùa đông rét mướt, đi di trú đã về, đang trao cánh lượn. Những con én ngực nở, có đôi cánh nhọn, có cái đuôi xòe rộng, khi nhào xuống khi vượt lên lúc uốn vòng mềm mại anh tố chị va kìa cả em phim tiền chợt xeo to anh tố chị va và phim đã đến chân cầu thang ông yểng tập tịnh bước ra cất tiếng vang vang có thế chứ cầu được ước thấy thật rồi lên cả đây có cả lầu để chia tay đấy thế nào cô va có đồng ý để anh tố đi không hay là làm lễ cưới xong rồi hãy đi còn tôi thì bằng lòng cho thằng tiền đi theo anh tố theo anh trần hòa rồi phiên cũng đồng ý chứ cháu húi chim én phải bay liệu trên trời cao mà có phải không dưới chân cầu thang chị va và phiên cùng xíu vào với nhau gương mặt hình trái đào trắng miệng của chị va ưng ừng màu hoa đào